Xin chào các bạn, nếu như các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Và mọi người đừng quên join vào nhóm Telegram để không bỏ lỡ những dự án Aeros đã phân phối token mình có chia sẻ trên nhóm Telegram. Trong video hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người một dự án khá chất lượng khá cao. Một dự án kiếm token BATX mỗi ngày nhé mọi người. Xin thông báo là mỗi ngày nhé, tức là 24 giờ mỗi ngày, hoặc là mọi người hôm nay cứ mỗi ngày mọi người vào Clam và nhận được token BATX này. Và khi đủ min 100 triệu token thì mọi người rút về và mọi người có thể bán được token này luôn mọi người nhé. Dự án này hiện tại là list ở trên sàn, thứ nhất sàn MEC, thứ hai là sàn MDEX.com mọi người nhé. Nếu như anh em muốn bán trên sàn MEC thì chuyển sàn coin lên, còn nếu như anh em muốn swap sang token HT thì mọi người lên sàn MEC sàn MDEX.com cho mình nhé. Và thể lệ của chương trình Aeros là như sau, thì mọi người cần có một ví ví mẹ ví là một là ví MetaMask, hai là ví TrueWallet và dùng mạng HecoChain cho mình nhé. Đầu tiên mọi người sẽ vào ví của mọi người này, một là ví TrueWallet, hai là ví MetaMask cho mình. Anh em dùng ví TrueWallet thì mọi người sẽ vào đây, mọi người bấm vào đây ba gạch này, mọi người bật cho mình tìm kiếm cho mình chữ Hobieco HT này nhá. Đấy, bật lên cho mình. Sau đó quay trở lại. Tiếp theo kéo xuống dưới, mọi người bấm vào đây. Mọi người sao chép cái địa chỉ ví này cho mình. Ok. Sau đó quay trở lại. Quay trở lại cái trang Aeros này. Mọi người sẽ dán cái địa chỉ ví vào đây cho mình. Sau đấy mọi người sẽ nhập mã captcha ở đây tương ứng này. Ở đây nó sẽ có cái mã captcha như thế nào thì mọi người sẽ nhập như cái mã captcha này. Tiếp theo là bấm chữ go. Ok. Ở đây mình nhập mã captcha lại nè. KBDI. KBDI. Rồi. Đấy, mọi người nhập chính xác rồi bấm go thì nó sẽ chuyển giao diện nhé. Ở đây hầu như ngôn ngữ là tất cả tiếng Trung Quốc mọi người nhé. Thì mọi người cần phải dùng Google dịch, tức là mọi người sẽ copy cái link này và dán vào trình duyệt Google Chrome nhé. Đấy, sau đó mọi người sẽ bấm vào dịch như thế này cho mình này. Đấy, thì nó sẽ chuyển thị tiếng Việt nhé. Đấy. Sau khi vào đây rồi thì mọi người sẽ xem cho mình này. Ở đây là đi đến giao dịch thì là tức là mọi người sẽ swap nhé, mọi người sẽ bán luôn này. Khi mọi người kết nối ví thì mọi người sẽ bán luôn này. Còn ở đây xem dòng ca, tức là mọi người kiểm tra cái token này. Mọi người sẽ bấm vào đây và kiểm tra token. Bấm đồng ý này. Còn tôi đồng ý này. Confirm. Ok. Đây. Hiện tại cái giá của token này là không phải khá là thấp đúng không ạ? Nhưng mà anh em cứ yên tâm nhé, bởi vì nó đã có giá trị rồi nhá. À, như vậy là nó có sàn ở sàn AVDEX chứ không phải là sàn MEC mọi người nhá. Đấy. Sorry mọi người là sàn MEC nhá. Đấy, sàn AVDEX và sàn MDEX.com rồi. Bây giờ bấm quay trở lại này. Chúng ta bấm quay trở lại để làm các nhiệm vụ tiếp theo. Đấy, thằng dịch mạng mình hơi yếu nhá, nó hơi không giảm. Rồi, ở đây nó sẽ có contract này, thì mọi người sẽ copy contract này vào ví TrustWallet hoặc ví MetaMask, mọi người dán contract cho mình nhá. Ở đây bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người làm nhiệm vụ này. Đầu tiên để tham gia dự án này thì mọi người sẽ cần join vào cái kênh Telegram này. Ra vào cái Telegram này nhé. Ok, sau khi join vào đây thì mọi người sẽ bấm vào chữ tham gia cho mình nhé. Sau khi bấm tham gia xong thì mọi người copy, mọi người sẽ vào ví, một là ví TrueWallet, hai là ví MetaMask của mọi người lúc nãy mọi người dùng để làm trong Aeros đấy. Thì vào copy địa chỉ ví HT cho mình. Sau đấy mọi người sẽ gửi vào nhóm Telegram này cho mình nhé. Đấy.
mọi người sẽ gửi vào đây cho mình để nó sẽ cay xe ví của mọi người nhé. Hiện tại khá là nhiều người tham gia rồi đúng không? Rồi đấy là nhiệm vụ đã xong rồi đúng không? Bây giờ chúng ta làm các nhiệm vụ khác này. Sẽ tắt gì chơi, mạng mình nó đang không loát nổi. Rồi bây giờ mọi người sẽ bấm vào đây để mọi người claim và nhận được cái token này nhé. Và xin lưu ý là mọi người sẽ nhận được là 20 đến 50 triệu token tùy thuộc vào sự may mắn của mọi người nhé. Đấy thì lúc nãy mình có claim rồi, mình nhận được là đây 21 triệu 204.652 token. Và khi mọi người đăng ký xong thì mọi người sẽ nhận được là 10 triệu token này nhé. Đấy đăng ký mới thì mọi người sẽ nhận được 10 triệu token luôn. Đấy rồi, và đây ở chỗ này thì nó sẽ có một cái link để mọi người bấm vào đây, mọi người đi copy link đi chia sẻ với bạn bè người thân. Và đây chỗ này là cái chữ rút tiền mọi người nhé. Khi mọi người bấm vào đây thì min của dự án này thế là 100 triệu token mọi người rút về về chỉ ví của mọi người luôn nhé. Đấy tức là đi chỉ ví mọi người dùng để làm tham gia dự án này này. Đấy đây này thì chỉ ví của mọi người này. Đấy bây giờ mọi người copy contract này cho mình. Rồi sao chép contract rồi. Sao chép. Rồi sau đấy mọi người sẽ vào ví mọi người. Ở đây mình dùng ví trước wallet đúng không ạ? Mọi người vào ví trước wallet hoặc ví MetaMask của mọi người. Sau khi vào đây thì mọi người sẽ bấm vào đây này. Sau đấy mọi người sẽ dán contract vào đây cho mình. Mọi người dán thì nó sẽ không hiển thị nhá. Ở trên ví MetaMask thì mọi người chỉ cần dán contract vào, mọi người không cần làm gì hết là nó sẽ hiển thị nhá. Rồi bấm vào chữ thêm đồng tiền mã hóa này. Ở đây nó sẽ chọn mạng Ethereum rồi, mạng đấy là mạng mặc định nhá. Sau đấy mọi người sẽ chọn chuyển cho mình mạng Huobi EcoChain. Rồi sau đấy mọi người chỉ cần là chữ dán, đấy nó sẽ hiển thị token BATX này, thì mọi người sẽ bấm chữ làm xong. Sau khi bấm chữ làm xong thì mọi người sẽ thấy này, kéo xuống dưới này mọi người sẽ thấy token BATX của mọi người đã hiển thị đây nhá. Đấy và khi mọi người đủ min 100 triệu token thì mọi người rút tiền thì nó sẽ trả về ví đây cho mọi người nhé. Và xin lưu ý với mọi người cần phải join vào nhóm Telegram, mọi người cần phải join vào nhóm Telegram để mọi người gửi địa chỉ ví vào đấy để KYC cái tài khoản ví của mọi người nhé. Cho nên nếu không mọi người tham gia dự án mọi người sẽ không nhận được token nhé. Ok, đây là một dự án chất lượng cao nên anh em nào đã xem video này thì làm luôn cho mình cái dự án này, không không bỏ một phí gì mọi người nhé. Coi cảm ơn mọi người đã xem video, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo.